Đây là lô gạo chất lượng cao chuẩn bị xuất khẩu đi Hàn Quốc. Ngay trong ngày mùng 6, nhà máy này phải tăng tốc chế biến từ 300 đến 400 tấn gạo để kịp giao cho khách hàng. Doanh nghiệp rất phấn khởi vì thị trường xuất khẩu đang thuận lợi, đơn hàng tăng mạnh. Và riêng cái đơn hàng mới nhất đây là chúng tôi phải giao hàng đến tháng 4 năm 2023 mới xong cái đơn hàng của họ là lên tới 20.000 tấn. Ngoài ra thì châu Âu hiện nay chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đang đi, rồi là Trung Đông chúng tôi cũng đang đi và kể cả cái thị trường Mỹ. Đây là những cái tín hiệu rất là đáng phấn khởi, tạo cái đà cho một năm mà sẽ có là gặt hái được nhiều cái thành công hơn nữa trong cái sản xuất kinh doanh, nhất là cái lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thì xuất nhập khẩu năm qua của thành phố Cần Thơ thì đạt khoảng gần 2,33 tỷ đô la, thì năm nay phấn đấu là từ 2,4 cho tới là 2,5 tỷ đô la. Năm 2022, mặc dù kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng tốc độ tăng trưởng của Cần Thơ đạt gần 13%, mức kỷ lục nhất từ trước tới nay. Đây là địa phương dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long về thu nhập bình quân đầu người, với hơn 86 triệu đồng một người một năm. Với khí thế ra quân hăng hái, sự đồng hành tích cực từ chính quyền địa phương, tin chắc kinh tế thành phố sẽ tiếp tục bứt phá và vươn xa.